cho hình chóp SABCD, đường cao vẫn là SA, đấy là hình vuông. Xác định góc giữa SD và mặt phẳng SAC, vẫn áp dụng mẹo làm nhanh như thầy vừa hướng dẫn. Giao điểm chúng ta thấy ngay là S. Đỉnh sẽ là điểm còn lại là D. Các bạn sẽ đặt câu hỏi là chân vuông góc điền ở đây sẽ là từ D, tôi kẻ vuông góc đến mặt phẳng SAC. Và các bạn nhìn thấy mặt SAC là mặt phẳng chứa đường cao của hình. Phương pháp sẽ là từ D, tôi kẻ đường nào đó vuông góc với cạnh đối diện nằm trong mặt phẳng SAC này. D nằm dưới đáy thì đối diện với cạnh AC tương ứng. Nhìn trên hình chắc chắn rằng DO sẽ góc với AC theo tính chất hình vuông. Vậy thì ở đây chúng ta điền là DO. Chắc chắn rằng D sẽ góc với mặt phẳng này tại O. Góc của chúng ta cần xác định trên hình DSO. Rất dễ phải không?